À, xin chào các bạn, hôm nay mình vừa mua được một cái cục pin dành cho máy ảnh trên Shopee về hôm 8 tháng 8 vừa rồi mình up mã các kiểu là còn 519.000, hai cục pin và một góc sạc. Đây là pin Kinma thế hệ 3. Pin này dành cho máy Canon RB ha. Đây Canon RB. Mình dùng máy này pin zin của nó chụp được có 200 mấy tấm là tắt rồi. Cho nên bây giờ mình sẽ mua thêm pin để chụp tiếp, chứ không là chụp được 200 mấy tấm là đi về luôn rồi đó. Thì mình sẽ mở cho mọi người xem. Cục pin này là mình mua hôm 8 tháng 8, mua là 519 ngàn Shopee Mall luôn. Thì mình mua để hai cục đốc này, đốc sạc đôi luôn, sạc lần hai cục cho nhanh. Ồ, họ quấn cũng kỹ quá chứ. Đây, tháo ra. Cái hộp nó có bằng bên nè, họ gói cũng khá là kỹ đó. Cái gì đây? À, tặng kèm cái đầu đọc thẻ nhớ. Đây là thương hiệu Kinma. Hồi trước mình cách đây 7-8 năm mình có làm một cái clip review về pin Kinma rồi. Nhìn chung mình xài thì đó giờ thấy vẫn ngon. Nhìn chung là phù hợp với giá tiền, bằng khoảng 90% pin zin. Mà giá tiền nó chỉ bằng có chắc 1 phần 5, 1 phần 6 quá, 1 phần 10 không chừng nữa. Rồi hết rồi. Pin này pin LPE17 là pin của Canon RB, Canon 750D, Canon 800D, các đời sau này đều xài nó hết. Mình mua cách đây 7-8 năm một cặp rồi, mình có làm clip trong kênh của mình rồi, nhưng mà giờ nó tầm 7-8 năm thì nó cũng xuống 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 sắc khá là nhiều. Đọc sạc đôi thế hệ 3. 7-8 năm mà đã tới thế hệ 3 này cũng khá là ngon lành ha. Cặp pin thì có sẵn hộp luôn. Đây. Ồ, khá là ok, để có điện bền đi. Lấy xài luôn. Cuối tuần làm vài tấm cho nó vui vẻ thôi. Rồi, pin Kinma LPE17. Hai cái này với cái này với cọng dây này trị giá, với hai cái hộp nhỏ này trị giá là 519 ngàn, nhưng có áp mã đó các bạn, không áp mã là khoảng 600 á. Giờ mình sẽ gắn thử cho mọi người xem luôn. Cái 50RB mình ngầm chuyển xài tại toàn bộ len của con Canon 6D cũ. Gắn thử. Bên pin 4 ha. Lên. Len pin nhận tốt ha, nó nhận cả vạch báo pin nè, pin pin đang đầy, khá là ngon. Ok ha, mình nghĩ Kinmai dù sao mình xài cũng 7-8 năm nay mình thấy khá là ok đó. Mình xài từ pin pin này cho 750D, sau lên Kinmai dành cho 6D, sau lên giờ đều mình rất tin tưởng luôn. Ok. Giờ mình sẽ cắm sạc thử cho mọi người xem coi nó ổn không. Pin này được cái dễ sạc các bạn, dù mình đi chơi á, đi chơi trong rừng núi á, đâu có pin điện đâu mà sạc, mà sẽ sạc qua cổng USB. Chắc cắm gì quá, mình nghĩ gì mới đúng nè. Đây vậy ha, để kiếm cái này dây sạc à, sạc tay C. Để kiếm sạc C. Đây các bạn, dây sạc tay C của mình. Rồi, nó nhận cả hai pin luôn ha. Nó cũng báo đang sạc. Mà không biết có sạc xíu đầy không, tại mình thấy máy ảnh báo cũng gần đầy, hay là do pin mới á, nó hơi ảo. Chắc phải xài xong lần đầu tiên á, thì nó mới chính xác được, nó báo mới chính xác được. Ok, sạc ngon lành. Cái này là cổng tai si nên ví dụ mình thấy pin dự phòng mình cắm vô xài cũng ngon. Rồi ok. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.